Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm máy cắt cỏ. Này thì hàng đầu không nhá. Hàng này hàng Mitsu TU43 ha. Đấy, hàng chất lượng, hàng cao cấp nhá mọi người. Thì giá em thành của em nó thì cũng rất là rẻ ạ. Giá chưa đến 2 triệu ha. Đó, dưới 2 triệu. Đó, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Thì hàng Mitsu hay là những dòng Estin bây giờ đều là từ công ty Trung Quốc hết ha. Đó, được xuất từ Trung Quốc qua bên Việt Nam mình. Thì cả hàng Estin bây giờ nhưng nó đều từ Trung Quốc ha. Nhưng nó là hàng chất lượng, hàng tốt, hàng xài ngon. Đó, TU43. Đây, có dập chữ lốc luôn ha. Đấy, nói chung nó từ đó nhưng mà xài rất là ngon ha. Những dòng Estin giờ để mới xài cũng rất là ok. Đó, giá thành phải chăng. Thì những cái đầu máy không như này thì mọi người làm rất được nhiều việc. Nếu anh em nào mua về cái này thì giá là không có cần ha. Thì anh em nào mua có cần thì em cũng bán cả cần nhá. Đó, để những cái dòng máy này thì rất thích hợp như mình sử dụng cắt cỏ này rất là mạnh luôn ha. Hoặc là những khách hàng quạt lá hoặc độ chế và những cái như máy khoan đất, máy xới cỏ đó, rất là thuận tiện ha. Đặc biệt hơn nữa là nhiều anh em độ vào những cái con xe đạp đó, mình đi gọi như đi ngao du chơi chơi với vẩn đó thì rất là hợp lý. Đấy, chi tiết của em máy nói chung nhìn rất là sắc sảo. Đó, hàng tuy là hàng nhập từ bên công ty Trung Quốc nhưng mà rất là chất lượng, hàng tốt. Đó, nên khách hàng cứ yên tâm, xài rất là ngon, bền. Đấy, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc. Đó, giá thành rất là phải chăng. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua em ha.